Đây là quê di tích, khu di tích Kim Liên các bác nhé. Em đang ở có mặt tại khu di tích Kim Liên. Đấy, bên này cây cối, có chậu sen này, rất đẹp. Tí nữa cứ đi ra tí nữa, đi vào tí ra ăn con ạ. Gốc cây xoài này rất là đẹp. Ơi, tí bố mua cho, đi ra giữa đây cho đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy, cổng vào rất là đẹp các bác nhé. Thăm quê khu di tích Kim Liên. Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chụp gì đấy? Này, cổng này không được vào. Nhiều gốc cây rất to rất đẹp các bạn. Quay thôi. Video thôi. Quay về up YouTube thôi không livestream. Đấy. Để trên đường vào các bạn nhá. Trước mắt là cái hồ hoa sen. Hoa sen thì kem kìa. Hoa sen, hoa nở lâu tàn mất rồi. Đấy, búng sen này to chưa? Đấy, nhiều hoa sen quá nhá. Ao này có nhiều cá. Nhà ông Vương Hoàng Mỹ. Vương Hoàng Mỹ. Đây là lối vào nhà ông Vương Hoàng Mỹ. Cho con đi bên trong này. Đầu ơi, đây đầu đây. Dưới. Cây dưới, ruồi dưới. Gốc chuối to chưa? Nhà ông Nguyễn Danh Khai. Di tích giếng cốc, đây là lên di tích giếng cốc này. Giếng cốc vào đây. Giếng à? Giếng à? Cái cốc cái to thế. Đi theo đằng kia thôi. Đi lên chết rồi, kia đây. Rẽ phải. Đi rẽ phải trên trên này. Ở đây. Mày. Đây. Dưới to nhỉ. Kia gốc cây nhãn to đấy. Cây nhãn nó hơi bị ác nhỉ. Trong này đẹp hơn nhỉ. Cái lội. Đây, từ gần vào đây. Bưởi. Bưởi này phải bưởi Hán Đàng. Ừ, cái này nữa, không phải cái này là cam. Bưởi phải bưởi Đại Minh không? Đâu, xuống đi.
Mấy cái này như là đập ánh anh có biết là tại sao phải chụp trộm không? Nhà ông gì đây? Phó bảng đây. Ông này là ông thằng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà ông phó bảng. Đây là bố ông Hồ. Đây, nhà anh cầm bảng. Tờ 500 là anh phải đứng vào rào này. Đúng hết. Đúng rồi. Đây có vườn trồng lạc đây. Lạc rất là tốt. Anh em cùng nhau. Áo đen có nhìn thấy gì đâu. À, không được ra vườn lạc, dám vào vườn lạc. Dám hỏng hết lạc. Ok, bưởi sai chưa? Đây, nhà thủ phố bảng đấy. Cây bưởi rất sai luôn. Đấy, chụp đây sẽ chắc là lấy được cả.